làm gì đây? Ui, quýnh nè. Cái gì đây? Mình kiếm được tới tận 12. Cái ai? Ui. Anh Phong và chị Sam hãy làm tiếp tiệm tạp hóa bất ổn đi anh. Coi cười muốn bể bụng. Trời, cái gì mà coi cười muốn bể bụng luôn vậy? Gì ghê vậy? Ok, được rồi. Vậy hôm nay tôi cho các bạn cười tét cái đầu luôn nha. Ok, coi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại tiệm tạp hóa bất ổn để coi ngày hôm nay tôi cùng với Sammy bọn tôi sẽ gặp những vị khách bất ổn như thế nào nha. Và trước khi vào video này đừng quên kéo xuống bên dưới nhấn nút like. Còn bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ cho tôi nha. Coi giờ thì bắt đầu thế nào? Let's go! Rồi, để coi ngày hôm nay tôi với Sammy sẽ gặp những vị khách bất ổn nào ở trong cái tiệm tạp hóa bất ổn của chúng ta đây. À, rồi, đây là tiệm tạp hóa của tôi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì ông trời? Quậy nè, trời. Cái gì anh niên nhảy trong nhà bởi cửa kính luôn. Trời, kỳ này tôi bị trừ lương rồi sao ơi. Lương không đủ mà để phích luôn á. Trời ơi, anh niên làm gì đây, làm gì đây, làm gì? Vô nhà người ta nè. Đập cái đầu vô cái cửa luôn. Ôi, Nobita. Ủa, Nobita làm gì đây? Nobita làm gì đây? Bị lắc lắc ở đây vậy? Sao Nobita nhìn mặt kì vậy? Nobita nhìn mặt kì vậy? Nobita. Ủa? Ủa không phải? Không phải. Ủa? Người này phá. Sao đừng lắc vậy? Sợ. Ủa gì? Ê, cái người nào? Có kìa, có. Ê, kìa. Trời ơi. Làm gì đây? Trời ơi, cái gì? Trời ơi, chui vô trong cái tủ kem của người ta nằm. Cười nè. Rảnh quá. Từ từ, hình như có một người phá nè. À, đây đây đây, chặt cây nè. Trời, chặt cây hả? Chặt cây hả? Chặt hỏng luôn nha trời. Ở nhà không xài bếp ga hay gì ra đây chặt cây để lấy gỗ hả? Ủa gì đây? Trời ơi, đốt kiểu này là cháy cái tiệm của tôi luôn mà đâu ấy. Đốt ơi. Nè, trời ơi, đó bạn thấy không? Cái này tôi đâu muốn rồi đánh đâu cái này vô. Gì đây? Ờ. Trời này nghi nha. Thấy nghi nghi nha, tôi thấy nghi nghi nha. Vô đây làm gì đây? Làm gì đây? Có làm gì không? Từ để mình đi theo bà chị mình xem thử nha bạn. Tôi nhìn mày tôi nghi nghi nè. Trời ơi, trời tập gym hả? Wow, ghê vậy chị. Tập gym nè, trời ơi, tập gym thì đóng đóng tiền vô ta phòng tập gym mà tập. Tự nhiên vô trong tiệm tạp hóa ta tập là sao? Trời ơi, lộn, giết là lộn luôn. Rồi, ok, dạ, xin lỗi chị. Trời ơi, để chị này chờ lâu quá, chị chống nạnh luôn rồi nè. Dạ, dạ, em xin lỗi chị nha, để em tính tiền cho chị liền. Tại chị. Tại khách quậy quá chị. Dạ, xin lỗi chị nha. Dạ, con chào bà mua gì vậy bà? Trời ơi, bà mua bim bim chuối, ngon nè, sô-cô-la nữa. Ôi, ăn sô-cô-la còn uống nước đào nữa bà ơi. Đừng ăn đồ ngọt dịu bà, hại sức khỏe lắm. Dạ rồi. Ui trời, anh này tóc chất quá vậy. Được nè. Tóc này ông từng cắt rồi, ông quên rồi. Ờ, hình như là tôi đã từng cắt cái tóc này rồi các bạn. Đây có cái hình cho các bạn coi nè. Cái tóc này tôi từng cắt rồi nha. Đó, hơi bị chất luôn đó. Ok. Chắc. Anh này là cái gì đây? Anh này là gì đó? Anh này hình như là anh đi cosplay hay gì nè. Đó, anh cosplay anh mới ghé qua nè. Dạ rồi, ok anh. Anh này nhìn hơi lạ nhưng mà anh không báo nha. Ừ, anh này nhìn hơi lạ nhưng mà anh này là khách vô mua đồ đàng hoàng bạn ơi chứ không có phá. Đó. Không nên đánh giá người khác qua cái vẻ bề ngoài bạn hiểu không? Đó, dạ rồi chào anh. Dạ. Ê hồi chiều chưa có ai báo gì hết trơn, hay quá ta. Ừ, sao từ nãy giờ khách yên ổn quá ta, khách yên bình quá ta. Rồi xong mới nói rồi, mình mới nói ta. Có kìa. Dạ chị đợi em xíu chị, để em coi ở đâu vậy em. Ê à, trời ơi cái gì đây. Rồi nhìn là biết cái này là kiểu này là thất tình đó Sam, cái này là mới tỏ tình crush xong bị từ chối á. Đó, xong mà vô đây ngồi, vô đây ngồi nè, trời ơi. Crush từ chối thì đi. Ủa, về nhà đi. Mà crush tỏ tình thành công mua sô cô la tặng. Nãy giờ là do không mua sô cô la đó. Đúng rồi, vô trong tiệm tạp hóa mua sô cô la tặng crush là crush đồng ý liền. Vì hiểu không? Crush tôi nhầm. Trời ơi, nghe tật crush luôn. Crush luôn hả? Rồi đó, ok, đây đem tính tiền cho anh nha. Từ từ có một người quậy. Anh để em xíu nha, coi ai quậy đã. À khoan, từ từ đây đây, thanh niên nhìn là biết quậy nè. Quậy nè, thấy chưa, biết ngay mà. 500 tiền nè. Ai quậy? Ai mới vừa quậy? Làm gì đây? Trời ơi, xịt. Trời ơi. Sơn tường nè. Nhà không nhà sao? Người ta mà đem đi sơn. Tôi là tôi không có cần sơn súng tăng đam đâu. Đừng sơn làm gì. Đó, ok. Nhà, chào anh, em tính tiền cho anh nha. Trời, hồi anh này anh quạo quá anh. Trời, đồ ăn xuống đất luôn các bạn. Quá. Dạ, xin lỗi anh. Tại vì người ta quậy quá anh ơi. Chứ em không muốn đâu. Ủa, còn ai quậy đây? Hình như tôi thấy có ai quậy nè. Ông chưa rờ coi. Ai quậy? Ê, hai ông này vô ăn trộm quá vậy? Hả? Ông nào? Đây đi dán này vô ăn trộm quá vậy? Không, người ta đi cái dán gì chắc người ta đau lưng á. Chứ không phải ăn trộm đâu. Đừng nghi ngờ người ta. Đây nè. Ăn trộm đồ nè. Trời hả? Ơi. Đó thấy không? Nhìn người ta vậy thôi chứ người ta không có quậy phá gì đâu. Sao yên tâm, hiểu không? Để coi người ta làm gì nè. Trời ơi. Thấy chưa? Cười. Nhìn cái mặt là biết không uy tín rồi. Trời ơi, tôi đâu có biết đâu rồi. Ông này làm gì ở đây trời ơi. Ra ăn đất nè. Ông này ăn đất nè hả? Trời ơi, nhà có cơm không ăn sao đi ăn đất. Anh ơi, đau bụng bây giờ. Trời ơi, nè để em đập ra giùm cho anh nha. Sao lộn ghê vậy? Vòng luôn. Ờ, còn ai quậy như thế đây? Trời ơi, vô nhà người ta không trả tiền mà uống nè. Trời ơi, rồi. Lại lùng quá
Dạ rồi, chị để em xíu, em tính tiền chị nha, em mệt quá chị ơi. Ok, ủa còn ai đang quậy nữa vậy? Trời ơi. Bảo vậy, từ từ để tính tiền cho chị này xong đi. Dạ rồi, anh để em xíu nha, có ai quậy nữa đi em xem tiếp anh ơi. Gì đây? Trời ơi, cái ông nào nằm sau nhà tôi nữa vậy? Quán ông độc lạ, bình bông không à, toàn tiếp ai không á. Trời ơi, trời ơi, ra đây nằm nữa ha. Nằm nè, ui cái đầu trắng này đẹp quá. Cái đầu này màu trắng đẹp quá. Sắp tới Phong đi nhậm tóc trắng được. Lúc trước ông cũng nhậm tóc trắng á, đẹp trai dễ sợ. Để Phong đi nhậm tóc trắng cho ổng ha. Ok, ôi, ôi, từ từ, có ai quậy nè. Làm gì đây? Múa hả? Múa nè. Rồi con anh này bị gì vậy? Ui sao nhìn anh này giống bị zombie nhập quá vậy sao? Ghê nhìn thấy hơi ghê nha, khi nào quậy ông ta. Ôi khoan từ, có ai quậy quán mình nè. Ai vậy, ai vậy? Trời ơi, vô lấy máy tính mình chơi game. Trời ơi, cái máy tính của người ta. Hack máy tính người ta hả? Trời ơi. Quán người ta đâu rồi? Ủa? Ơi Sam, sao có nhớ trong tập trước có con chim cánh cụt nó vô tiệm mình không? Có. Con chim cánh cụt này hình như nó quậy, nó bị treo hình luôn nè. Trời ơi. Rồi ra ngoài coi còn ai quậy nữa vậy? Dạ dạ chị ơi, để em xíu chị. À, không trả tiền mà ăn nè. Trời ơi, còn ba người quậy nữa, ai nữa vậy? Ai nữa vậy? Trong phòng đúng không? Trong phòng đúng không? Có không? Không có, không có. Ê, có bà nào nằm ở ngoài kia kìa. Nằm trong tiệm người ta nè. Trời ơi, đâu này nè, có người nằm nè. Đâu? Đâu này đó. Đâu? Quay lại. Đâu? Đó, trước mặt ok. Ôi, trời ơi. Nằm giữa nhà người ta nè. Nhà thì không nằm, đi vô trong tiệm tạp hóa nằm là sao? Dạ. Ông dạ rồi. Kỳ ghê ha, sao thích ra đây làm dạ. Cái mèo mà. Để em tính tiền cho quý khách nha quý khách. Đã nói là tiệm net bất ổn thì nó phải tiệm tạp hóa bất ổn thì nó phải bất ổn thôi các bạn. Nó không bất ổn là quậy nè. Trời ơi, sao nhiều người vô đây ăn không trả tiền quá ta? Còn ai quậy gì nữa vậy? À, lại thêm một người nữa thất tình ra ngoài bãi rác ngồi với bạn. Nhưng mà sao thất tình mà cười vui vậy? Cười nè, nhấn cái đầu vô thùng rác luôn. Trời ơi, ui còn một người quậy nữa. Ở đâu vậy? Dạ mọi người để em xíu nha, để em đi tìm cái người quậy tiệm em đã. Từ từ, ở đâu đây? Trời ơi, vô đây làm gì đây? À, vô nói chuyện điện thoại vậy hả? Nói chuyện nghe ghét. Rồi, ok, để em tính tiền cho mọi người nha. Ui, lần này mình kiếm được tới tận 12. Anh khứa áo xanh ơi, là anh khứa áo xanh. Trời ơi. Cái nóc nhà lần trước em mới sửa xong, giờ anh còn quậy nữa hả? Trời ơi. Có nội này phá dữ vậy ta. Đây là phong cận sau này á bạn. Đi quậy tạp hóa. Trời ơi, dạ rồi, em tính tiền quý khách nha, quý khách để em xíu. Trời ơi. Có hai người phá tiếp rồi đó. Ai quậy nữa đây, ai quậy nữa đây, nhìn xung quanh coi. Gì vậy? Cha nội nào chạy. Gì thanh niên nào chạy kia vậy? Wow. À, chạy hả? Chạy hả? Ui. Cái gì đây? Có ma nữa hả? Ma nè, ma ga minh. Ê, chạy. Chạy nè. Ủa ma sao bị ông đập được vậy? Tôi tưởng ma đâu đập được đâu. Ủa thì ma vô trong tiệm mình hù khách của mình thì mình phải đánh chứ đúng không? Trời ơi, mấy bạn tưởng tượng bạn đang ở nhà tiện có ai giả ma đi vô nhà mấy bạn đi đúng không? Nó đang dọa mình đúng không? Rồi thì mình phải đánh nó chứ. Ui 14.000 điểm luôn nè, quá đã. Dạ rồi, cảm ơn quý khách. Rồi, ngày mời quý khách tiếp theo. Dạ, quý khách này mua bim bim đồ ăn được kiểu nhiều quá nha. Thèm bim quá à, tôi mua bim bim quá à, Phong ơi. Thèm ăn bim bim quá à. Rồi, để xíu tí nữa Phong ra, Phong chỗ tài làm bim bim cho Sam ăn. Có à? Có, Phong lấy thịt đậu làm bim bim. Nè à. Bim bim thịt đậu. Đậu mập thúi lắm. Rồi, xong. Mới nói cái... Ai quậy đây? Trời ơi. Cái nồi canh của tôi. Trời ơi, cái nồi tteokbokki của người ta. À, làm gì đây? Làm gì đây? Ui. Ui. Let a play ở gì quýnh ta? Quýnh mình kìa. Quýnh hả? Biết nói gì không? Em bây giờ chơi bóng chuyền không? Chơi bóng chuyền hả? Rảnh ghê. Thôi không rảnh đâu anh ơi, chơi bóng chuyền gì? Em còn người phá kìa không mấy cơ. Ủa còn một người nữa hả? Đập vậy mà con. Trời ơi, ở đâu vậy? Nhìn xung quanh coi. Cái gì vậy? Một cái đàn không có gì đâu. Cái gì đây? Ai đây? Ui. À. Wow. Cái gì vậy? Cái đánh được không giờ tay dài quá vậy? Xa. Ui quýnh không được. Xa. Ui trời. Ui ghê quá. Ôi, gì mà ghê quá vậy bạn. Trời ơi. Sợ nha, sợ teo, nha. Teo kìa, teo. Ui, teo rồi. Teo nhỏ lại kìa. Ông này vừa ăn trộm chắc luôn nè. Ăn trộm. Ủa, không phải, đi trừ rồi. Ghê luôn á. Rồi, các ông này làm gì ở đây? Ê, đâu phải phá đâu, người ta đâu có phá đâu đúng không? Không có, hình như không có phá. Từ, còn ai phá đây, vô nhà người ta lấy đồ ăn không trả tiền. Còn ai phá đâu? Hình như cái anh ôm đèn này là anh không có phá bạn ơi. Anh này là anh cầm cái đèn, anh đi biểu diễn đó. Cái gì vậy? Đầu tiên của mày đi. Tôi đầu tiên quá. À, vô tiệm người ta quậy. Ui, không điểm luôn kìa. Trời ơi. Không, ông dọa cũng không chưa điểm cũng được. Nói chung là cũng làm mình hết hồn. Đúng rồi, làm mình hết hồn mình đánh thôi. Trời ơi, tưởng người nào vô rồi. Dạ rồi, cảm ơn quý khách. Dạ mời quý khách tiếp theo. Wow, mình được 19.700 điểm luôn các bạn ơi, gần 20.000 điểm luôn. Quá đã. Hôm nay tiệm tôi là đắt khách mà khách cũng hơi bất ổn xíu thôi, nhưng mà đúng kiếm rồi. Được nhiều điểm lắm. Đó. Đó, hôm qua trời trộm vía nha. Trộm vía hôm nay gọi là bán được nhiều hàng, được nhiều điểm cộng mấy bạn. Chim cánh cụt. Trời ơi, con chim cánh cụt hôm bữa kìa.
Rồi em cho nó vô được không? Tôi cá chắc nó vô đây để nó ăn trộm đồ tiếp đó. Lần trước mà có nhớ nó vô nó ăn trộm gói mì không? Có. Lần này nó vô nó ăn trộm tiếp rồi. Ăn cái gì nè? Vậy Sam, sao có cái xe kia tới tôi thấy hơi nghi nghi nha Sam. Xe đó như là phá một cái sao. Quậy đó nè. Đây mấy thanh niên mặc đồ này là biết là quậy. Trời ơi cái gì vậy? Trời quậy ơi, ơi, ơi trời ơi. Trời ơi cái tim của tôi trời ơi nét bét ơi. Trời ơi, nó vô đường này luôn hả? Ôi, còn ai quậy đây? Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi, ăn đồ ăn nè, trời ơi. Ok luôn á. Ăn đồ ăn của người khác nè. Trời ơi, là trời, cái tiệm của tôi, nguyên ngày lương của tôi không đủ đền cái này. Trời ơi, đền bằng kiểu nào? Khổ quá. Còn chim cánh cục đó kìa, từ từ tôi đang coi con nó ăn cái gì đó kìa. Chim cánh cục vô đây lấy gì nữa đây? Ủa rồi, ai quậy gì nữa vậy? Con nội ngoài kia chạy kìa. Chạy hả, chạy hả? Thanh niên này chạy nè. Ê, gì đó, chạy ui ui chạy nè. Ê, kìa ông đi kìa, cái ông nhỏ nhỏ kìa. Tôi biết trời ơi à. Trời ơi sao lại là cái ông đi nữa vậy? Ui cha ui 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 cha ui 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 quá à. Teo teo người teo ông này nè. Ông này sợ thật sự luôn á. Rút ra đâu ui ui người teo lại kìa ui đỉnh đi. Ủa còn ai quậy nữa vậy? Trời trời cái tiệm của tôi. Ê có chiếc anh cột kìa nó đang cắt đồ. Từ 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 nó quậy quá. Trời ơi có ăn trộm vào nữa nè trời ơi. Ăn trộm nè trời ơi. Sắp hết giờ sắp. Ăn trộm tiền nè còn gì nữa không trời. Còn gì nữa không trời con chim cánh cục đang đang cắp gói. Đang cắp cái hộp cơm của tôi rồi. Ủa Sammy đi đâu vậy trời. Sammy hình như đi nhận hàng rồi bạn ơi. Sao mà từ lúc Sam đi cái tiệm tôi bất ổn quá vậy. Con chim cánh cục trả đây. Trời ơi khổ thật sự. Ủa nãy Sammy đi đâu vậy tính ra tôi đang trong tiệm á. Tôi đi nhận hàng. Trời ơi nhận hàng cái này nữa nè. Nhận hàng nè rồi xong. Sao lần nào làm đến cuối cái tiệm nó cũng nổ vậy ta? Trời ơi, vậy là không hợp rồi đó. Thì chắc là tôi không hợp làm nghề này rồi. Nhưng mà thôi, nếu như các bạn muốn tôi làm tiếp thì tôi sẽ làm tiếp nha. Tôi đi báo tiếp. Rồi, ok bạn. Vậy là coi như ngày hôm nay tôi với Sammy đã cùng nhau tiếp tục làm thêm một ngày ở tiệm net nữa. Thì ngày hôm nay thì mấy bạn thấy đó, chúng ta đã gặp được thêm rất là nhiều những vị khách gọi là rất là gọi là gì ta? Rất bất là ổn. Độc lạ bình dương đó. Độc lạ bình thủy đó. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn nào mà thấy thích bọn mình làm tiếp cái tiệm tạp hóa này á thì đừng quên comment xuống cho mọi người biết nha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau. Tạm biệt. Bye. Ui tính ra là còn mấy cái dấu chấm hỏi có nghĩa là còn vài người mình chưa được nhìn thấy nè. Còn nhiều người. Đúng rồi, còn nhiều người lắm á. Để xem coi lần sau mình sẽ gặp ai nữa nha các bạn. Đó, mấy dấu chấm hỏi là mấy người mình chưa từng thấy nè. Wow. Rồi. Street piano. Anh đánh đàn piano hồi nãy nè. Chị chặt cây. Anh đọc báo rồi, rồi đó. Trời ơi, đốt lửa nè. Rồi chui vô tủ lạnh nằm nè, trời ơi quá trời luôn. Thôi ok, bây giờ thì kết thúc video tại đây nha. Ui có chị ma nữa kìa. Trời ơi mọi người nha. Bye.